bị cái gì nha? Em nói tên gì cưng, đọc lại. Tên gì Sang, nhiêu tuổi anh? Sang năm 82. Sang năm 82 rồi. Sang năm 82. Sư vô bởi tình cho bé Nguyên. Bé Xu. Bữa nay tỉnh hơn mấy bữa trước rồi. Vợ ở nhà sao anh, rồi con nhiêu tuổi với nhiêu tuổi? Đứa 4 tuổi, 5 tuổi. Vợ bị tâm thần. Vợ bị tâm thần nhẹ không? Hay là... Tâm thần nhẹ, không ở bên viện, lâu đi cũng làm như làm. Vậy luôn hả? Mà lúc em sang gặp em vợ đó là có bị tâm thần không? Có hơi nhẹ, mà con gái đỡ rồi, phải học con như bị áp lực quá, càng ngày càng nặng. Ở nhà thường thì em sang làm gì nha? Nè Xu cầm giùm lên đi Xu. À, bữa hôm trước á, em tại điều dưỡng á, có giao viên á, thì Linh có vô đây đã trao một phần rồi. Thì sau khi đăng bài có em Thảo, em ở phường 5 gửi 500.000. Linh đại diện cưng trao cho em sang 500.000 nha Thảo. Cảm ơn em rất là nhiều. Mà nếu mà chị nhận được thì chị để vô nữa ha. Hai Linh cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với em Nguyên đã đến để trợ duyên cho em Sang có thêm tiền được uống thuốc. Không có bảo hiểm nữa. Không có bảo hiểm, tốn tiền lắm. Nhà ở đâu rồi anh? Có nhà ở đâu? Hả? Nhà trọ không? Ở nhà trọ. Ừ, nhà trọ là ở đâu? Ở Bình Dương á. Ở Bình Dương, ở ngoài Bình Dương hả? Mà nó xuống đây nó làm cái công trình ở dưới đây. Rồi nó xuống đây nó làm. Chỗ tự nhiên nè. Rồi vợ đồ là ở ngoài Bình Dương. Rồi hai lên máy bay. Nhưng mà quê là ở đâu á? Quê ở Cần Thơ. Trời ơi, gì mà nó manh manh như vậy? Manh manh dữ lắm.